Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, phong thủy cửa chính ngôi nhà vô cùng quan trọng bởi đây là nơi thần tài, dương khí chảy vào nhà bạn. Đặc biệt trước thềm năm mới năm 2022, trong không khí rạo rực tưng bừng đón Tết Nguyên đán, các gia chủ cũng đừng quên áp dụng mẹo phong thủy may mắn ở vị trí này để gia đạo có một năm hồng phúc thịnh vượng. Các chuyên gia phong thủy phương Đông tiết lộ, chỉ cần treo thứ này trước cửa 3 ngày Tết, cả gia đình bỗng đổi vận giàu sang, tiền vàng đếm không xuể, may mắn ngập tràn cuối năm. Vậy vật treo trước cửa ngày Tết đó là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Một, ý nghĩa chữ phúc trong đời sống và trong phong thủy. 1.1, ý nghĩa chữ phúc trong đời sống. Kết cấu chữ phúc gồm bộ thị được xem gần giống hình vẽ bàn thờ. Ký tự phúc vốn là hình vẽ một vò rượu. Người ta ví von vò rượu ở đây như cầu cho trong nhà có bình rượu luôn đầy, đồng nghĩa với mong ước cuộc sống luôn đầy đủ, sung túc. Ngày nay, chữ phúc cũng như các loại tranh chữ du nhập vào nước ta có mẫu mã của chữ Hán và mẫu mã đã được cách điệu thành chữ quốc ngữ. Chữ phúc thường xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày và có vị trí quan trọng trong quan niệm từ xa xưa của người Việt Nam. Theo quan niệm đó, phúc có nghĩa là thuận lợi, đồng thuận. Bởi vậy mà trong bất cứ chuyện gì cũng cần phải có chữ phúc thì mới tốt lành. 1.2. Ý nghĩa chữ phúc trong phong thủy. Với ý nghĩa của chữ phúc là tốt lành, may mắn, đủ đầy, nên trong phong thủy, nếu treo chữ phúc trong nhà sẽ mang ý nghĩa về những điều tốt đẹp cho gia đình. Đó chính là lý do rất nhiều người lựa chọn treo tranh chữ phúc ở các vị trí như trong phòng khách, phòng làm việc, với mong muốn thuận lợi về gia đình, sự nghiệp, công danh. Quan trọng nhất chính là dịp Tết, với mong muốn một năm vạn sự tốt lành, nên tranh chữ phúc sẽ được treo ở một số vị trí như trước cổng nhà, ý nghĩa là phúc đến. Chữ phúc có trên các vật trang trí treo lên cây đào, phòng khách. 2. Cách bày trí tranh chữ phúc phong thủy trong nhà ngày Tết. Theo quan niệm xưa và ý nghĩa phong thủy thì có thể hiểu chữ phúc mang ý nghĩa sung sướng, may mắn. Bởi vậy, có rất nhiều cách bày trí phong thủy tranh chữ phúc để cầu may mắn sung túc như treo chữ phúc ngược trước cổng khi có dịp năm mới với hàm ý là phúc đến. Treo tranh chữ phúc ngược ở phòng khách gần cửa ra vào được gọi là phúc đào, đồng âm với phúc đáo, mang ý nghĩa phúc rơi vào đầu. Treo tranh chữ phúc hay tranh phúc lộc thọ phía trong cửa ra vào ở phòng khách hoặc phòng thờ với mong muốn phúc rơi vào đầu, phúc đến với gia đình. 3. Các loại tranh chữ phúc đẹp và ý nghĩa nhất. 3.1. Tranh đá quý chữ phúc. Tranh chữ phúc bằng đá quý thường được chọn chất liệu là đá quý ruby, bởi đây được cho là vua của các loài đá quý tự nhiên. Đá ruby mang ý nghĩa tượng trưng cho quyền lực, may mắn, nên tranh đá quý ruby chữ phúc được sáng chế ra để cầu may mắn, thịnh vượng, cuộc sống sung túc, thuận lợi. 3.2. Tranh chữ phúc bằng gỗ. Gỗ là chất liệu đơn giản, thanh tao, nên sau khi được người nghệ nhân khéo léo chế tác thành bức tranh chữ phúc thì sản phẩm vô cùng mềm mại, tinh xảo. Treo tranh chữ phúc bằng gỗ không chỉ mang hàm ý mang đến tài lộc, may mắn và bình an, mà còn tạo nên sự sang trọng trong không gian nội thất. 3.3.
tranh chữ phúc mạ vàng. Chất liệu mạ vàng có giá thành đắt hơn các chất liệu khác và giá trị của bức tranh chữ phúc cũng được tăng lên. Treo tranh chữ phúc mạ vàng tại các vị trí trang trọng trong nhà với mong muốn gặp nhiều may mắn, thuận lợi, và hơn nữa với chất liệu này còn thể hiện gia thế và quyền lực của gia chủ. 3.4. Tranh chữ phúc lộc thọ. Bộ tranh chữ phúc lộc thọ được chế tác trên rất nhiều chất liệu như viết vẽ thư pháp, tranh thêu, tranh gỗ, tranh khảm chai. Tuy chất liệu chế tác khá đa dạng, nhưng ý nghĩa bộ tranh vẫn được hiểu là hưởng lộc, phải nghĩ đến tạo phúc, cầu thọ. Và mỗi chữ được giải nghĩa như sau. Chữ phúc hàm ý cầu cho may mắn, mọi điều tốt lành và mọi điều đều thuận lợi. Chữ lộc biểu tượng cho mong muốn cầu tài lộc, may mắn, vạn sự tốt lành. Chữ thọ mang hàm ý cầu mong cho sự trường thọ, trường thọ cùng gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn, và theo phong thủy còn tạo ra năng lượng giúp bạn luôn có sức khỏe tốt. 3.5. Tranh chữ phúc bằng đồng. Ý nghĩa treo tranh chữ phúc bằng đồng trong nhà cũng gần giống như treo tranh chữ phúc bằng đá ruby, chính là cầu mong cuộc sống hạnh phúc may mắn, mong sao gia đình yên ổn. Tranh chữ phúc bằng đồng được chế tác sắc sảo, mang lại cảm giác trang trọng vương quyền, nên thường được lựa chọn làm quà mừng thọ và trang trí nội thất trong phòng làm việc, phòng khách. Quý vị và các bạn thân mến, nếu đặt gì và không nên đặt gì trước cửa nhà là những thắc mắc phổ biến được nhiều người quan tâm, bởi phong thủy tốt hay xấu sẽ phụ thuộc vào thứ mà chúng ta sắp xếp. Đồng thời điều này cũng liên quan đến việc bạn có thể mở ra vận may của cải hay không. Vậy Tết này, bên cạnh việc treo chữ phúc trước cửa, làm thế nào để trang trí không gian trước nhà giúp tăng tài vận cho gia chủ đúng nhất? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Treo chuông gió. Việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động, mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, thu hút tài lộc vào nhà, giúp cho gia chủ nhanh chóng phát tài giàu có. Khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những thanh âm của chuông gió khi rung lên chính là nguồn năng lượng vô hình cho căn nhà bạn, kích thích nguồn năng lượng tốt chạy vào nhà. Tiếng leng keng của chuông gió giúp mời gọi những điều may mắn an lành tới gia đình bạn. 2. Hòn non bộ. Hòn non bộ ngày nay đang dần phổ biến và thông dụng với các gia đình, đặc biệt là các gia đình có thú chơi tiểu cảnh non bộ. Sau khi thi công xong, nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với gia chủ. Theo chuyên gia về phong thủy, khi bạn thiết kế nguồn nước, hòn non bộ chảy trước cửa nhà sẽ giúp kích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, nhiều người có chung thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước và giúp tài lộc chảy vào nhà. Theo phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần với lối ra vào nhà bạn. Đặt hòn non bộ theo hướng Tây Bắc. Hướng đặt này mang đến ý nghĩa đại cát, như trong kinh dịch cũng đã từng nói: trời cao mạnh mẽ xoay vần, người quân tử quyết tâm tự cường. Ý là cái nguyên khí càn thực to lớn, vạn vật đều bắt đầu từ đó và nắm giữ tất cả. Đặt hòn non bộ theo hướng Tây. Đúng như theo câu tục ngữ, núi vàng núi bạc chính là núi Tây. Nếu như đặt hòn non bộ theo hướng này, không chỉ có ý nghĩa cát lành mà còn giàu tiền bạc địa vị. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đến việc trồng các loại cây hoa để giúp tránh nắng sẽ khiến cho mọi việc thêm tốt lành. Hướng Bắc.
mang đến ý nghĩa ổn định về tài sản, sự đoàn kết của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là sẽ có người kế nghiệp tốt, nhưng cũng như hướng Đông Bắc, địa hình hòn Non Bộ cũng nên xây cao thêm một chút. 3. Đệm hiên. Để căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng, nhiều người đã đặt một tấm thảm trước hiên để lau bụi bẩn trên giày dép. Nhưng chỉ lau đế giày thôi thì chưa đủ, vì cửa ra vào là mặt tiền của cả ngôi nhà. Một khi đã lau thì phải giữ sạch sẽ càng tốt, thần tài sẽ thường xuyên ghé thăm. Vì vậy phải đảm bảo thảm trước cửa sạch sẽ, gọn gàng, giặt giũ thường xuyên. Thay thường xuyên là cách tối kỵ, để tổng thể ngôi nhà trông cao ráo, bề thế. 4. Trồng cây cảnh. Những cây cảnh được trồng trước nhà không chỉ đem tới cho không gian sống gia đình bạn thêm xanh mát, trong lành, mà còn mang đến những ý nghĩa về mặt phong thủy. Nếu chưa biết nên trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại tài vượng, vừa tạo khoảng không gian xanh, thì bạn có thể tham khảo những loại cây như cây cau cảnh, cây trúc, dừa cảnh, hoa hòe, cây đại lộc. 5. Treo vật phẩm mang lại may mắn tốt lành. Đá pha lê. Theo thuyết phong thủy, pha lê là biểu tượng mang lại nhiều điểm tốt lành. Sử dụng pha lê phong thủy trang trí trong ngôi nhà, ngoài sự sang trọng, nó còn giúp giảm căng thẳng, tạo hòa khí cho các mối quan hệ và trừ tà. Ngoài ra, pha lê phong thủy còn mang ý nghĩa vừa bổ khuyết cho hành thổ, vừa điều tiết các dòng khí trong nhà. Cách sử dụng pha lê có thể áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể quái số. Pha lê thiên nhiên có thể treo ngoài cửa nhà để thu hút ánh nắng và tạo bảy sắc cầu vồng mang năng lượng tươi tốt vào nhà. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số mẹo phong thủy quý vị có thể áp dụng trong ngày Tết để thu hút tài lộc may mắn, một năm mới đầy bình an. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.